đánh những tổ ong như này thì sướng các bạn. Này cứ đánh tầm 3 tổ như này thì là đặt số tiền các bạn. Đấy, bẻ ra các khả năng đứa đấy, bẻ đấy. Đấy. Đấy đấy đấy. Cắt đi, cắt. Đây bẻ vừa cắt đấy, mật hết này các bạn. Thấy chưa? Đây, hai miếng nó phải là 1 cân. Cái này đúng rồi, dù là hai miếng nó phải 1 cân các bạn. Đây này. Đấy, một đống các bạn nhé. Trông nó còn đẹp hơn. Đẹp ơi, đây các bạn ơi. Đây, hàng khủng đấy các bạn. Từ từ. Ui, tổ này hai anh em đánh giá là bé nhất không phải các bạn nhé. Cuối cùng tổ này mật nhiều nhất đấy các bạn. Đây. Úi giời. Đặt lên đi, đặt lên chỗ này đi. Đặt tạm này đá tí lọc ra. Đây, mật đây này. Đấy các bạn. Mật như này mới là mật đấy các bạn. Đằng sau kia cái túi bé bé kia ấy. Hello các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã đến với Sám Ong Dư. Ở ngày hôm nay hai anh em lại tiếp tục đi vào rừng để mật ong. Hiện tại bọn mình đã thấy được một tổ các bạn ơi. Tổ này mình nghĩ là hàng khủng đấy các bạn ơi. Đây này các bạn có thể thấy đi làm ở Điên Si rồi các bạn. Đây này. Nhìn cái cửa đi làm cái tổ này thấy mê rồi. Đây đang đi làm về này các bạn. Đấy. Gặp những cái tổ ong như thế này mới sướng này. Giờ bọn mình sẽ cho khói rồi bắt đầu phát các bạn nhé. Có đào được đến hay không? Đấy, chỗ này thì nó vào hàng đá các bạn. Rất rộng luôn các bạn. Rồi phát xong rồi mới tiến hành đào. Đây các bạn có thể thấy cái tổ ong bây giờ đi làm về này các bạn. Mình nghĩ tổ này chắc chắn là to đấy các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Cái tổ ong ở lâu ấy thì nhìn cái miệng cửa đi làm đấy các bạn, đen xì các bạn nhé. Đó là cái tổ ong ở lâu. Rồi bắt đầu rồi, tiến hành đào. Có cái thuổng ấy. Nhưng mà hôm nay chắc là không có cầm ra. Đào ra sao tiếp? Bên kia đấy. Cái lỗ sang bên kia mà. Sáp ở bên trong kia các bạn nhé. Bây giờ phải lật cái đá này ra mới đi. Đó, mới lấy được. Sáp bên trong kia này, trắng kia các bạn. Phải đào bên này đi. Ra ngoài đi. Hồi hộp. Ôi chỉ đến, chỉ đến, mày đến. Ôi mật kìa các bạn ơi. Biết có to nhỉ. Để cái đá vào trong kia đi. Đây các bạn ơi. Mày chỉ để, nhìn những cái cùng mà đấy các bạn. Ôi nó dính vào cái tảng đá này này. Có phải khều cái đá này ra nhỉ. Lắc lắc tí đấy. Sao to đấy, mật nhiều. Mật nhiều. Cái đống mật này. Mật hết đấy. Mật hết thôi. Đây, không biết nó có sáp to hay không nhưng mà chắc chắn là mật nhiều rồi các bạn. Bật cái đèn cho các bạn xem những cái bầu mật vàng các bạn nhé. Đấy các bạn. Mật rất nhiều luôn các bạn nhé. Mình sẽ tiến hành đào rộng ra nữa các bạn. Là có mật rồi. Tổ này chắc chắn là có mật rồi các bạn. Giờ từ từ thôi. Nó ra đấy, cái đá đấy, đấy ra mà. Đấy đấy. Đấy, thì cái đá này đi. Từ từ đi nhá. Không biết nó có dính mật không nhỉ? Chắc là không dính. Từ từ thôi. Xem có dính không? Không, chắc không dính gì. Lật đi. Lật, giờ từ từ thôi. Đấy. Sao nhiều đấy. Lật đi, lên đi. Giờ từ từ thôi nhá, có ong dính đây đấy. Đây, cái đống sáp này các bạn. Lật hẳn xuống nhá. Lật đi, lên đi. Để kệ đây đấy. Đấy, có ong nhiều đấy. Đẹp chú ong đấy. Lấy cưa cắt cái dế cây này đi. Nếu nó dính tí nó đi, cắt đi. Chú ong rất to các bạn ạ. Tiến hành lấy các bạn nhé. Đấy, lấy cái việc ở bên ngoài cùng trước. Chú này mật khá là nhiều các bạn nhé. Ở cái đoạn này mật nhiều rồi các bạn. Miếng đầu tiên. Làm sao nó còn vào bên trong à? Ôi nặng thế, là mật đấy các bạn. Làm từ kéo và dính vào đá, con đá này. Đây cắt đi. Đặt tạm đây các bạn.
như là nó còn chui vào bên trong hay sao ấy. Ôi sắp cắm lượng rất đẹp rồi các bạn. Miếng này là phấn nhiều thôi, mật miếng này là không có, có ít các bạn, hai miếng các bạn nhé. Ủa này khá là nhiều miếng các bạn. Đây này, đào từ từ thôi. Đây đấy, đây đá kia đi. Ở đây các bạn có thể thấy những cái bầu mật này các bạn, rất to luôn các bạn nhá. Đấy, những cái bầu mật này bây giờ đây. Ôi mật mật mật. Ôi cắt đi khí. Cái màu mật như thế này các bạn nhá, vàng đậm đấy các bạn, vàng sẫm đấy các bạn. Đấy, đặt tạm đây nhá các bạn nhá. Đây này mình có cái túi bóng lên trên rồi các bạn nhá. Đây, thì miếng nhộng rất đẹp luôn, mật đấy các bạn nhá. Đây này, mật mùa này rất đặc luôn các bạn nhá. Ờ, cái miếng này là mật hết. Ui, siêu đẹp luôn các bạn. Đây, mật đồng chí các bạn nhé. À, bạn nào muốn lấy cái mật ong rừng tự nhiên ấy thì cứ alo mình các bạn. Nguyên chất 100% luôn. Rồi, bây giờ mới bắt đầu đến những cái miếng mật khủng này các bạn. Bây giờ những cái miếng mật ở bên trong mới nhiều các bạn nhá. Rất là khó lấy các bạn, nó làm dính vào nhau. Từ từ thôi, kìa, cắt đi. Tí kéo nó rơi cả cục ra. Nó... Được rồi, nhưng mà từ từ. Ờ, đấy vẫn chưa được ấy, từ từ đã. Đỡ đỡ đỡ. Đây 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 đây. Ôi, những cái miếng mật đấy các bạn. Đây, như thế này mới là siêu khủng đấy các bạn. Cặp ôi, nặng nặng. Cắt cái này nhé. Ừ, cắt cắt đi. Đây các bạn có thể thấy những cái miếng mật đấy các bạn nhá. Mình sẽ... Vô. Mật ở đây thơm đấy nhỉ. Đặt tạm đây đó các bạn nhé. Đây, những cái miếng mật đấy các bạn. Siêu đẹp luôn các bạn nhá. Đây, bây giờ những cái miếng này các bạn. Đây. Là này phải đẹp chưa? Tách ra từng cục đi. Tí một cục ra nặng quá thì không bê được ra ấy. Cắt như này à? Ừ, cắt tách ra. Đây cả cục các bạn nhé. Cục này phải cẩn thận đấy. Ơ. À. Lại có ong nữa đấy. Từ từ thôi. Cục này phải 2-3 cân. Có ong này, có ong nữa. Đây. Ôi giời. Ong đấy. Đây cho vào đây tách từng tí ra đây. Từ từ đã. Đặt vào đây tách từng miếng ra này. Đặt. Dạ. Ừ. Ồ, đè cái miếng này. Đây đấy. Đó, bắt đầu tách ra các bạn nhé. Cái chỗ này là 4 miếng các bạn. 4 miếng các bạn nhé. 5 miếng cơ. 4 miếng thôi. 1 2 3 4 4 miếng các bạn. Đây mật đây các bạn nha. Đây này. Bây giờ tách một tí ra. Không cần phải cắt chúng những cái bên nắp này thì nó xấu. À chứ này còn 2 miếng, lấy 2 miếng kia cuối cùng ra đi. Không còn các bạn nhé. Chưa hết này. Bên kia còn 2 miếng mình nghĩ là mật hết các bạn. Chỗ này 2 miếng. À chỗ này 4 miếng này. Thế là thành 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10. 11 miếng các bạn. Tất cả là 11 miếng các bạn nhé. Đây này, mật. Mật à? Ui giời, được. Siêu đẹp luôn các bạn. Miếng này không lấy các bạn nhé. Mình để đây cho à, con ong thợ ăn. Đây. Như này mình bách rồi. Ờ, tay đi. Đặt xuống. Đừng đè vào cái miếng này. Đấy, đứng này. Bây giờ phải tách từng miếng ra các bạn. Đấy. Cái này đi, cái tách. Đây là cái miếng này các bạn. Mật này. Ở chỗ mình nhiều bạn là hay bình luận bảo là à, mùa này ghét cái này sao lại còn mật. Ở chỗ mình nó thích cái mật đồng chí các bạn. Tức là những cái tổ ong nó sẽ thích mật dự trữ ở vườn đông đấy các bạn. Đâm ra mới nhiều mật. Đây. Mật như thế này mới phê các bạn. Đây các bạn nha. Tách ra hết đi. Tách ra tí mới lọc xong. Ừ.
đánh những cái tổ ong như này thì sướng các bạn. Này cứ đánh tầm 3 tổ như này thì là mặt khối tiền các bạn. Đấy, bẻ ra chắc khả năng được đấy, bẻ đấy, bẻ đấy, nhớ. Đấy, đây, đây. Cắt đi, cắt, 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 cắt. Bẻ vừa cắt, đấy, mặt hết này các bạn. Thấy chưa? Đây, hai miếng nó phải 1 cân. Cái này đúng là dù là hai miếng nó phải 1 cân các bạn. Đây, đây. Đấy, một đống các bạn đấy. À, bắt đầu lọc cái phần mật các bạn nhé. Đây các bạn, nguyên miếng các bạn nhé. Cái này thì mình chỉ tách cái viền đấy, đấy các bạn. Khoảng những cái chỗ nào mà không có mật đấy mình tách ra thôi. Mật mùa này là mật đông chí các bạn nhé, rất đặc luôn. Và mật mùa này thì nó sẽ kết tinh. Mình sẽ cắt cho các bạn xem nó đặc như thế nào vào cái mùa này các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nó đặc như thế nào các bạn nhé. Có thể kéo thành sợi được các bạn. Đây. Đây các bạn có thể thấy này. Đấy, kéo thành sợi các bạn nhé. Đấy là mật đông chí các bạn. Đấy, những cái miếng mật như này mình bắt mấy phê các bạn. Đấy, siêu đẹp luôn. Đấy là phần hoa. Trời, miếng này. Còn bà nào muốn lấy cái mật ong rừng tự nhiên ấy thì cứ alo mình các bạn nhé. Mình sẽ bán theo yêu cầu của các bạn. Gửi nguyên cả miếng như này đi. Hoặc bắt ra thì mình vẫn bắt các bạn nhé. Tức là mình sẽ bán theo yêu cầu của các bạn đấy. Ở một bên là mật, một bên lại là tí phấn. Đây các bạn, rất đẹp luôn các bạn nhé. Đây, toàn là mật hết đấy các bạn. Cái sáp nhộng ấy thì nó ít, còn mật thì nhiều hơn. Những cái chỗ này đen đen ấy thì là cái sáp già thôi các bạn nhé, chứ là không phải không phải bẩn đâu. Cái này là cái sáp của nó thôi. Tức là cái tủ này ấy, thì nó ở lâu ấy. Nó những cái chân sáp ấy, nó sẽ có cái màu đen. Ồ. Đây các bạn. Rất đẹp luôn các bạn. Lọc xong rồi các bạn nhé. Cá cá các bạn nhé. Tối thế nhỉ. Nó vẫn tối các bạn. Đây các bạn, khá là nhiều đấy các bạn ơi, tầm 3-4 cân các bạn. Ôi, được các bạn, ngon. Giờ mình sẽ tiến hành bắt cái tổ ong giống này về bán nữa các bạn nhé. Xong rồi mình lại tiếp tục đi tìm tiếp tục một tổ các bạn. Đây này, tổ này vào cây các bạn nhé. Đây này. Đó, cây khá là to. Giờ mình sẽ bổ tổ này các bạn nhé. Tổ thứ hai trong ngày hôm nay của hai anh em. Mật ở trong này các bạn. Mình sẽ khều cái miếng này ra mới thấy được các bạn nhé. Ô, sập sập sập. Ô, đúng mật đấy các bạn. Ôi, xuống như này, mật xuống như này thôi. Ôi, bổ lên cao quá rồi các bạn. Đây là cái cát à. Tiếp tục bổ ra các bạn nhé. Máy bé quá thì không bổ được các bạn. Giờ thì bổ cái đấy. Bây giờ lại bổ thủ công nữa các bạn nhé. Dùng cái rìu để bổ. Tổ này thì mình thấy mật khá là nhiều đấy các bạn. Nhưng mà không biết là nhiều miếng hay không thôi.
quan trọng nhất là cái lỗ nó không to ấy, thì nó cũng không làm được nhiều mật. Đây các bạn đây, những cái miếng bên trong mới nhiều. Là cái miếng này dựng ra đây. Đấy các bạn, mật này. Lấy đi. Ra rồi. Cả cục cái này chắc không biết được ra. Được không? Cả cục các bạn ơi. Cả cục này chắc phải cần mấy các bạn. Bé không? Ờ, thế này. Bé bé cái miếng này ra ngoài đó. Chắc không được. Đấy, đấy, đấy. Để hẳn cả cục ra các bạn. Cái này chắc là không biết có đường hay không ấy. Đấy. Đâu ra các bạn ơi. Cục này là mật thiết các bạn. Thế gì á? Thế mà à, cái tủ này chỉ có một cái mỗi cục kìa. Em lên đi. Nè các bạn. Mỗi cục kìa. Cái tủ này kìa. Tầm độ hơn 1 cân mật vậy thôi. À, không thua các bạn. Đây hết đi á. À, cái tổ này thì mình không bắt quân các bạn nhé. Và mình sẽ tiếp tục đi tìm tổ khác các bạn nhé. Tổ này không còn thua. Tổ này mình nghĩ chắc tầm 1 cân vậy thôi. Tiếp tục một tổ các bạn. Lại thêm một tổ vào gốc cây các bạn nhé. Đây này. Trong gốc cây này. Anh trai mình đang đi tìm cái cây để đóng cái rìu để bổ đi các bạn. Không biết là tủ tiếp theo này không biết có ra gì hay không. Đây này. Bây giờ đang ở cái chỗ bùi rậm đấy các bạn. Tủ này thì mình thấy có ong được ấy các bạn ơi. Mấy cây này thì không to mấy. Ôi sắp không ở được hết các bạn. Bên trong kia các bạn. Cái đoạn trên ấy, mình nghĩ là chắc là sóc hoặc là chuột đấy. Nó cắn cái sáp ở cái đoạn trên là không có mà đấy các bạn. Nó cắn đi. Ôi, gốc này. Mật ở trong đây. Bố đi. Đây các bạn. Mật khá là nhiều các bạn nhé. Đấy các bạn ơi. Các bạn có thể thấy nhé, những cái miếng ở bên trong mật rất nhiều các bạn nhé. Miếng ở bên ngoài này thì cũng là mật nhưng mà chưa chám vôi bằng cái miếng ở bên trong. Khá là to đấy các bạn. Hấp cái này các bạn. Tiến hành đấy các bạn nhé. Ồ, cái miếng ở bên trong này mật nhiều. Ồ. Tủ này nó cũng hơi già các bạn. Già cái mật nó sẽ đặc hơn các bạn đấy. Đây này. Xem là cái miếng ở bên trong này. Xem nào, xem. Lấy tay xem nào. Đây này. Đây là túi này. Đây cái đèn đấy. Đây các bạn. Thực sự là ong ở đây nếu mà to ấy. Mật thì đúng thực sự là phải đủ bát đấy các bạn. Mật đấy các bạn. Miếng này thì chắc chắn nó phải tầm 1 cân đấy các bạn ơi. Đấy, tắt đi. Chắc còn nhiều miếng đấy. Trong có còn 1 miếng mà. Chắc còn chưa hết đâu. Vì miếng to này chắc không phải 3 miếng đâu. Cái đoạn trên này thì cái tổ ong này thì nó không ở hết thì có cái con cái chuột hồi là con sóc. Sóc đấy. Chùa đi nó cắn cái sáp đó. Cắn ghế. Dẹp xuống. Cắn được. Đoạn trên này lấy con dao lấy xuống đây thế rồi đấy lấy cái tay một đoạn lấy đấy ra đây đây đấy trong vẫn còn đấy vẫn còn sao hết được đây con mật này kìa các bạn. Ồ, mật nó nhiều ở bên trong. Ôi trời, miếng này là 1 cân. Đẹp chưa? Đây đây là đằng sau đây. Đấy, đây các bạn đây.
Đúng rồi, cho xem bên trong này. Ấy, sao hết được? Bây giờ mới đẹp này. Nghĩ chơi tầm một cần 2-3 miếng nữa đấy. Đây, miếng bên trong này một cần sao hết được các bạn ơi. Đó, nhìn phê chưa? Đây đây. Ôi giời, một cân. Sướng các bạn ơi. Đặt tạm đây đã các bạn nhé. Những cái miếng này thì mình không làm nó chảy mật đấy, đấy các bạn. Nó không dính bụi các bạn nhé. Đây. Cắt đi. Cái miếng bên trong bây giờ nó lên cao rồi đấy. Cũng còn mà phải lật lần như này á. Lật cho một bên chiếu chéo mới ra được. Bên này cho bên này ra đi. Đấy bên này lật. Những cái miếng này mới to này các bạn. Không ra được các bạn ơi. To quá các bạn ơi. Đấy, mật như này mới hàng khủng nha các bạn. Đấy lật chiếu chéo không được à. Tách ở trung viền đi đó. Đấy đẩy một đầu này vào bên trong rồi lôi cái đầu này ra ngoài. Đấy, đẩy cái đẩy vào bên trong các bạn kia. Đấy, đẩy vào đấy. Đấy, chuẩn bị ra lò cái miếng này đúng nó hẹp nhỉ. Đấy, nhấc lên. Miếng này trong nó còn đẹp hơn. Đẹp ơi, đây các bạn ơi. Đây hàng khủng đấy các bạn. Từ từ. Ui, tổ này hai anh em đánh giá là bé nhất không phải các bạn nhé. Cuối cùng tổ này mật nhiều nhất đấy các bạn. Đây. Úi giời. Đặt lên đi. Đặt lên chỗ này đi. Đặt tạm này đá tí lọc ra. Đây, mật đây này. Đấy các bạn. Mật như này mới là mật đấy các bạn. Đấy đi. Trời ơi, cái miếng mật một gang hết các bạn. Kinh khủng. Những cái miếng mật này thì những cái tổ ong giá ấy thì mật nó sẽ rất là đặc luôn. Cái màu nó sẽ sẫm các bạn nhé. Càng đặc ấy thì màu mật nó càng sẫm luôn. Tiếp tục miếng thứ mấy à? Thứ tư à? Đúng rồi, miếng thứ tư các bạn. Không biết là còn không nhỉ? Hết. Thế gì á? Vẫn không ra được à? Ồ, miếng này dày nhỉ? À, một miếng, nó là một miếng là dày. Đấy các bạn. Bê. Ồ, vẫn còn đấy, hai miếng đấy. À, đấy thì à? Vẫn còn, bên trong vẫn còn đấy. Vẫn còn. Cảm thấy miếng này bé nhưng mà cuối cùng miếng này to á. Không ra được à? Ui giời, nhìn những cái miếng mật này các bạn. Đấy. Lật. Ui. Lật đằng sau đi. Lật. Đây này các bạn. Một miếng thật sự là phải một cân. Đặt lên trên này. Để tạm đấy đã, xem còn không. Còn miếng bé. Ôi, còn miếng gì bé nhưng mà mệt hết. Đấy các bạn ơi, vẫn còn một miếng các bạn. À, tổng ở đấy là 5 miếng, lấy đi. Cắt đi, không cắt được, không bẻ ra đâu. Cái hốc này, cái cây nó bé quá các bạn. Nếu mà to ấy, thì những tổ ong này thì mới sướng các bạn. Ở chỗ này 4 miếng, 5 miếng, 6 miếng á. Chỗ này thì bé cũng 6 miếng nhỉ. Đây 1 miếng này. À, miếng này là mà hết đây. Ô, tổ này chia mấy đàn đi các bạn. Đây này, mú chúa này các bạn. Đây là hết rồi các bạn nhé. Giờ thì mình sẽ tiến hành lọc ong này các bạn. Ôi, vẫn còn đấy. Nhưng mà tổ này vẫn là bên trong vẫn còn đấy. Hôm nay chỉ đáp lại rồi các bạn. Bắt đầu lọc cái tổ ong này các bạn nhé. Tổ này thì đúng thực sự là hai anh em đánh giá thấp nhất cái tổ này là không biết có lấy được 4-5 lạng mật hay không. Nhưng mà bây giờ các bạn có thể thấy một miếng cái này thì nó phải tầm 1 cân một miếng các bạn. Này, nó siêu to luôn đấy các bạn. Thực sự là cái tổ này mình không nghĩ nó lại được nhiều mật như thế này.
này xem, khó tách ra nhỉ, phấn này. Và miếng tiếp theo các bạn, đây này. Đấy. Chám vùi hết các bạn. Thông thường là những cái tổ ong đá này ấy, thì mật nó sẽ chám vùi hết. Ở những cái viên này thì mình sửa, chỉnh sửa như thế này thì là nó thấy đen đen thì cái này là cái sáp già các bạn nhá. Chứ nó không phải cái gì đâu. Cái sáp già ấy, sáp già thì lúc nào cái mật ong đá này nó cũng kiểu nó đen đen các bạn. Mình vắt mật xong ra ấy thì cái sáp nó cũng đen. Mật cái tổ này thực sự là bây giờ thì mình vắt ra ấy thì khả năng mình rót ấy không ra đâu, nó đặc quá ấy các bạn. Tổ này phải nói là siêu đặc luôn đấy các bạn. Đây các bạn nha, nguyên một miếng to đùng cái này các bạn. Và tiếp tục miếng nữa các bạn. Tổ này thực sự là lọc thấy đá tay các bạn đây. Tổ thứ 3 trong cái buổi sáng của bọn mình các bạn là nhiều mật nhất đây. Khả năng là mình lọc xong cái tổ này thì anh em mình khả năng là nghỉ ăn trưa các bạn. Tí chiều đi xem còn được tổ nào hay không không. Cái buổi sáng này thì được 3 tổ. Mật rất đặc luôn các bạn nhá. Hầu như là không chảy các bạn. Đây này mình sẽ cho các bạn xem nhá. Keo luôn này các bạn. Đây này. Cắt nó không ra đâu. Mùa này ở chỗ mình người ta gọi là mật đông khí các bạn. Đây. Nguyên một tảng như này này các bạn. Sẽ lọc hết phần hoa các bạn. Lọc xong rồi các bạn. Cái này khá khá đây các bạn ơi. Ây giời ơi. Cái này được. Và trong này thiếu ánh sáng các bạn nhé. Các bạn xem thông cảm nhé. Thử vào ở trong này bụi rậm đấy các bạn. Là thiếu ánh sáng. Tổ này mình nghĩ phải tầm 4-5 cân các bạn. Ôi ngon các bạn ơi. Thế là được 3 tổ trong buổi sáng rồi các bạn nhé. Đây này. Nó hơi thiếu ánh sáng các bạn ạ. Ôi nặng. Mật này nó nặng thế nhỉ. Mật này là mật già các bạn nhé. Mật già thì này. Cái màu sấm sấm đấy các bạn. Nó đỏ sấm sấm ấy. Nó cũng không phải đen đâu. Tức là đỏ sấm đấy các bạn. Nhưng mà vào trong này thiếu ánh sáng thôi. Đây chấm vô hết các bạn. Ôi dồi mật này nặng. Khả năng bọn mình sẽ nghỉ trưa các bạn nhé. Xem tối được bao nhiêu ấy, thì mình sẽ tổng thành quả các bạn nhé. Về đến xe rồi các bạn ơi. Đây thành quả ngày hôm nay đây các bạn nhá. Đây 3 tủ các bạn nhé. Siêu đẹp luôn. Nguyên tủ các bạn nhé. Đây này nhé. 3 tổ khả năng là tí lại tiếp tục đi tìm thôi. Đây. Rất đẹp luôn các bạn. Tổ này nhiều nhất. Nhưng mà cái tổ này nó lại già hơn một tí. Tổ này vì bục ấy, mình lót hai cái túi ấy, thấy nó đen đen thôi, chứ là cũng không phải già mấy các bạn nhé. Đây, được 3 tổ rồi các bạn nhé. Khả năng là bây giờ thì mình sẽ quay đến đây thôi. Có lẽ video này mình sẽ xin phép dừng tại đây các bạn nhá. Buổi tối chúc các bạn xem video vui vẻ nhá. Hẹn các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Bye bye.